Rồi, xin chào quý anh em nha. Hôm nay thì Đạt sáng nay Đạt có đi coi một cái chiếc xe Dream Thái anh em. Thì cái con xe này á, thì mình lúc đầu mình nhìn qua thì mình cũng không ưng mấy à, nhưng mà mình coi á, mình coi kỹ lại thì mình thấy nó cũng rất là đẹp. Đó, đồ nó đồ zin mọc rất là nhiều anh em. Đó, đồ zin anh em, nói chung là đồ chủ xe không có sửa chữa gì hết. Thì về nhà mình cũng suy nghĩ anh em, thôi mình quay lại ha. Đó, quay lại vừa quay cái clip này cho anh em coi nè. Thì xe này mình thấy nó đẹp. Đó, dàn chân nó thì rất là mới. Thôi cần số nó hơi cũ thôi, còn cái cần thắng là nó mới lắm. Đó, thì con này thì chắc là mua về là quay cho anh em là ok. Đó, được. À, thì cái kinh nghiệm mà đi lựa xe Dream Thái là anh em cứ từ từ anh em coi, đừng có gấp. À, mình đừng có gấp, mình coi từ từ từng cái chi tiết nhỏ để mình sẽ biết là nó đẹp hay nó xấu. Còn những cái chi tiết lớn thì đôi khi người ta cũng hay anh em. Đó, như con này bự nó zin nè, bự nó hơi xấu nha, bự zin nha. Đó, về là người ta thấy nó bể hàng chỗ này, người ta tới lại nè. Đó. Thì theo mình á là anh em chúng ta đi coi, anh em cứ từ từ anh em coi ha. Đó, kinh nghiệm đó anh em. Thì Đạt thì cũng coi con xe này thì tính toán cũng kỹ nha. Đó, về thì chắc là mua về làm cho anh em được. Con này cũng đẹp anh em. Đó. Mình thì cũng kinh nghiệm cũng lâu năm trong việc coi xe rồi. Đây giờ mình giật cái cốp lên coi nè. Đó, thùng xăng á thì nó không quá đẹp nhưng mà nó ok ha, nắp xăng thay mới rồi. Đó, thì theo mình thì con này rất là ok anh em, mình có thể mua về mình làm được ha. Thì về cái giá cả thì nó hẳn với anh em, Dream Thái bây giờ nó mắc nha anh em, không có rẻ đâu. Xe chính chủ như này là mắc lắm, không có rẻ như ngày xưa đâu anh em. Xe này đầu thì đẹp đó mà không biết nó máy trông như thế nào, chưa biết đấy. Thì dắt anh em đi coi chung xe mình nè. Đó, thì cái clip này mình về mình đăng lên cho anh em coi ha, để anh em chúng ta xem thử coi là anh em thấy con xe này có đáng mua không ha. Tầm giá là dưới 30 triệu nha anh em. Đó, thì anh em nghĩ xem là có đáng mua hay không ha. Đó, xem coi là có xuống tiền với con này được không. Tổng quan thì khá là ok, xe này chính chủ nha. Xe chính chủ nha. Đó, mình che biển số lại để bắt công nó bị đánh bản quyền nha anh em nha. Rồi, thì kết thúc video ha. Đó, mình con này thì mình chốt nha anh em. Con này mình chốt.